Còn vẫy tay chào các bạn đi. Đây là cầu trượt ốc. Còn bên này là cầu trượt thỏ. Rồi con trượt xuống. Đã quá. Đây bố hỏi này, bố hỏi này. Bạn sao đi học có khóc không? Không. Khóc chút nào luôn. Có vui không? Người có nhiều gì? Nhiều bạn hả?